Nè, tao tính như vậy nè, nghe thử coi được nha. Mày thấy vậy được không? Tao xử vậy là quá đẹp rồi. Thôi, chừng nào chính miệng anh Quy nói với con, ông ngoại bị phá sản, con mới tin. Trời ơi, sao mày ngu quá vậy? Nó phải giấu kỹ để mày còn lấy nó chứ. Mà chỉ là cháu của người bạn bà, kêu về để gạt tiền cậu Huy với ông ngoại. Cổ mồ côi, không có cha mẹ, không có thiếu nợ gì hết, dựng chuyện lên để lừa ông thôi. Dung dám làm chuyện như vậy sao? Nên tin hay không? Mình không dám tin. Nhưng cô Năm đâu có tự nhiên bịa ra một câu chuyện khủng khiếp như vậy. Mình phải làm gì bây giờ? Cứ dài giờ như không biết, chờ coi màn tiếp theo diễn ra như thế nào. Con nên nói cho Quỳnh biết ngay từ bây giờ. Nếu biết sự thật như vậy, cô sẽ phản ứng như thế nào? Nếu cô từ chối không lấy mình, trời ơi, mình quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Ông ngoại đang lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Tại sao mình không trả nợ cho ngoại mà lại trả nợ cho Quỳnh? Mình là một đứa bất hiếu mà. Dì Dung biết hoàn cảnh của ông ngoại sẽ đối xử với ngoại như thế nào. Chắc chắn dì sẽ tìm cách đuổi ngoại đi. Nhưng mình tin ba. Ba không tệ với ngoại đâu. Phải bàn với ba. Ly, em đang ở đâu? Lúc này có em thì tốt biết mấy. Ủa, sao bà bỏ ra đây vậy? Hồi nãy có phim Hàn Quốc hay quá chừng. Phim gì? À, Trái Tim Của Sói. Phim gì tựa nghe là quắc vậy? Phim mới sản xuất. Công nhận cái bà đó ghê thiệt. Bài mưu tính kế để lường gạt tiền bạc. Mà của ai? Của người thân. Tiền của người thân hả? Ừ.
Đã nói là người thân thì lừa gạt tiền của người thân cũng đâu có sao đâu. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Phim đó không có ghê đâu. Không có ghê bằng cái phim mà ông chủ thông gian với người giúp việc. Một, hai, ba, bốn, sáu. Ý chứ cha lộn rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ê, năm. Dạ. Mày năm nay nhiêu tuổi? 26 rồi. Mà bà hỏi làm chi vậy? Cỡ tuổi mày á, dư sức lấy chồng. Mà bộ mày sợ không lấy chồng được hả? Ai nói với bà tôi sợ không lấy được chồng? Tại tôi không muốn lấy nó thôi. Thì... tao đoán vậy thôi. Tao có người bạn, chồng nó ngoại tình với nhỏ cỡ tuổi mày đó. Bị bạn tao đánh một trận đã đời luôn. Trời ơi, có cái gì thì nói chứ làm gì đánh người ta dữ vậy bà. Cái thứ lấy chồng đàng hoàng không chịu, thích đi giật chồng người khác, đánh là đáng. Nó hiền á, chứ tao hả? Tao tạt axit vô mặt. Anh. Hả? Người môi giới á, mới vừa gọi điện thoại cho em, nói có một căn nhà đẹp mà rẻ nữa. Mình đi coi nghe. Hôm nay anh thấy không được khỏe. Hay là mình em đi cũng được. Quỳnh à, hay là sao anh? Mình khoan tính chuyện mua nhà đi em. Ý ba là muốn cả nhà mình á sống chung cho vui vẻ. Em thì sao cũng được. Em chỉ lo cho ngoại và anh thôi. Anh, hay là có chuyện gì xảy ra? Nói cho em biết đi. Hay là anh không còn yêu em đúng không? Quỳnh nè, em đừng có nghĩ lung tung. Bây giờ anh hỏi em một câu, em thành thật trả lời anh biết nha. Thứ tạt axit là thứ vô lương tâm. Chết xuống Diêm Vương cũng bị nấu trong chảo dầu, cho biết thế nào là đau đớn thôi. Chết hả? Ừ. Bây giờ còn đỡ à. Chứ vừa sống vừa chết đó hả? Lúc đó mệt lắm. Con nghĩ con nhỏ nào mà lén phén với chồng bà thật là bất hạnh lắm ha. Tao cảnh cáo rồi. Nếu mà tiếp tục, đừng có trách tao. Ủa, ông chủ có bồ nhí thiệt hả bà? Ai vậy? Bà biết bà gặp nó hồi nào? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ừ. Ý bà nói tôi á hả? Ừ. Đúng rồi đó. Hôm qua hai người nói cái gì? Tao biết hết rồi. Bà nói bậy phải không? Tôi chiếm mà chết. Làm như ngon lắm vậy. Nếu anh chỉ là một chàng trai mù, không tài sản, phải lao động kiếm sống hàng ngày, thì em có yêu anh không? Không.
Em... Em chọc anh thôi. Em yêu anh không hết nữa là. Anh nè, giả lại em yêu anh vì anh chân thật, anh hiền lành. Em ghét người giả dối lắm. Giả lại em rất ghét những người dùng vật chất để lừa gạt những cô gái mà nhẹ dạ, ngây thơ. Mà anh á, tự nhiên sao nghi ngờ tình cảm của em. Anh á, làm em đau lòng quá à. Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nha. Tại vì anh không tin vào mình thôi. Anh sợ. Sắp là vợ chồng rồi, còn sợ gì nữa hả? Đồ dứt chồng. Hôm nay tôi với bà phải có một người vô bệnh viện. Ôi, tôi giết bà. Trời ơi, cái gì vậy? Chuyện gì vậy chị Năm? Trời ơi, thôi dẹp con dao đi, đổ máu bây giờ. Chị cầm dao hả? Chị Năm, người ta nói cô giật chồng người khác, cô có tức không? Tức, tức chứ. Mà ai hồ đồ dữ vậy? Cái bà đó đó, đừng có tưởng làm chủ thì muốn nói gì nói nha. Tôi giết bà. Chửi. Trời, chị Năm gì vậy? Thôi chị Năm, dẹp con dao đi. Chị Năm, chị Năm, bình tĩnh đi chị Năm. Bà ra đường rồi bà bị té, ông nào đỡ bà? Chồng bà thấy được chồng bà có tức hay không? Chồng bà nghĩ bà ăn bậy, bà có tức hay không? Tôi muốn giết bà. Chị Năm, đừng nghĩ bà, chị Năm. Tôi giết bà liền. Có chuyện gì từ từ nói, buông con dao ra đi. Chuyện gì mà cô cầm dao thấy ghê vậy? Ông nói cho công bằng đi. Ai sử ép cô? Bà vợ của ông á, nói tôi với ông là trai gái đó, ông xử đi. Bà có nói vậy không? Tôi nói chơi thôi mà. Đưa con dao cho tôi. Chị Năm, đưa đây. Đưa đi. Ông xử sao đó, ông xử đó. Tôi không có chịu nổi đâu. Bà coi chừng tôi đó. Ngồi đi con. Bà đó nha. Ông định làm gì nữa đây? Cắt lưỡi để cho bà hết nói chứ gì. Nói bậy không. Ông tính đi đâu vậy? Tôi dọn qua phòng khác ở. Tôi không thể nào ở chung, bú chung với một người vợ như bà. Ông muốn bỉ mặt tôi hả? Còn đỡ hơn bà. Bà sỉ nhục tôi. Bà nghĩ sao? Bà nói tôi với con Năm là. Tại vì tôi thấy. Thấy cái gì? Hôm qua hai người lén lút nói cái gì đó. Nào là sự thật rành rành phải giải quyết. Nào là sao? Nó xúi ông nói cái gì vô mặt tôi hả? Ông nói khoan để ông suy nghĩ. Vậy sự thật là gì? Ông à, hay là nó có cốt nhục của ông rồi hả? Trong đời tôi chỉ một lần lỗi lầm là có cốt nhục với bà đó. Cái câu đó nói hoài không biết chán hả? Ông trả lời câu hỏi của tôi đi. Sự thật đó là gì? Nói cho tôi biết một bí mật của bà. Hôm qua đi bác sĩ nói sao em? Em đã có thai rồi.
Vậy hả? Nhất định anh sẽ cho ba má anh biết. Nhưng em muốn phá nó. Sao vậy em? Đó là con của mình mà. Sanh nó ra lấy cái gì mà nuôi? Bên cạnh anh, em không thấy tương lai gì hết. Đừng khinh thường anh. Anh có căn nhà, có cơ sở làm ăn mà. Của anh? Hay là của ba anh? Ừ thì trước sau gì cũng là của anh thôi. Nhưng mà má anh đâu hề ưa tôi. Lấy vợ cho anh chứ đâu phải cho má đâu. Chỉ cần là đứa con ngoan thì anh muốn sao cũng được hết á. Có thể hy vọng được không? Chắc chắn hôm nay mình sẽ nói chuyện có con với ba má anh. Ha? Chắc không? Chắc chắn. Bí mật gì? Tôi làm gì có bí mật mà nó biết? Bà tự suy nghĩ đi. Không có đi đâu hết trơn á. Tôi phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Cái con khùng đó, nó muốn hãm hại gì tôi vậy? Tôi cũng muốn làm cho ra lẽ chuyện này. Chưa nói xong mà. Ông đi đâu vậy? Đi toilet được chưa? Ông ngoại biết không, con nể mặt ông chủ lắm, nên con mới ở đây đó, chứ không thôi là con về quê lâu rồi. Thứ người gì mà ăn nói hàm hồ. Chứ hai đứa thầm thì cái gì mà đến nỗi nó nghĩ bậy. Cái việc đó rất là quan trọng, do con phát hiện được, con tính nói với ông ngoại. Mà cái con đó nó cứ đi theo ông ngoại hoài, con đâu có nói được cái gì đâu. Chuyện gì? Giờ không có ai, anh nói đi. Con nói nha, bà chủ với con Quỳnh. Ông ngoại. Quỳnh hả? Dạ, thì ra ông ở đây. Tìm ông hả? Dạ, Dượng muốn gặp ông để bàn chuyện đám cưới. Thì con nói ông ở ngoài phòng khách, nói Dượng ra đây. Dạ. Quy à. Dạ. Con với ba ra phòng khách bàn chuyện đám cưới. Đi. Ba nè. Có chuyện này con muốn cho ba biết trước, rồi chút nữa con mới thông báo với cả nhà sau. Là chuyện gì? Ông ngoại và con đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Ba ơi, ông ngoại phá sản rồi ba. Cái gì? Ông phá sản rồi hả? Dạ. Ngoại đã rất hối hận khi để thua hết tiền vào chứng khoán. Ba đã nói rồi mà ông không nghe. Thứ gì bạo phát thì bảo tàng. Ông ngoại khuyên con á là đừng nên cho Quỳnh biết. Nhưng con nghĩ nếu đã là vợ chồng thì phải nên thành thật với nhau. Ba cũng nghĩ với ông đó. Ba thấy con không cần nói. Lòng người làm sao mình dò được năm sau. Đám cưới của con ba dư sức lo. Nhưng con không muốn Quỳnh có nhiều ảo tưởng về con. Đúng. Anh đã gieo cho tôi rất nhiều ảo tưởng. Chào bác. Nếu tôi không tình cờ phát hiện, anh định giấu tôi đến bao giờ? Quỳnh, thôi, anh... không muốn nghe anh nói nữa. Quỳnh. 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 Không có tiền thì nói không có tiền. Bày đặt. Giấu đầu lòi đuôi. Bà nói đã chưa? Mời bà ra đây á là để nói cho con Quỳnh nó hiểu, chứ không phải bàn ra. Thì nó hiểu hết trơn rồi, còn gì nó đâu nói nữa. Quỳnh à, con thông cảm cho Quy đi. Nó không có ý giấu con, tại ông và bác ngăn nó. Lúc này á là lúc chứng minh con có thiệt lòng hay không.
con yêu thằng Quy hay là con yêu tài sản của nó? Suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời nha. Hai đứa cưới nhau rồi, tuy không có nhà riêng nhưng mà tiện nghi vật chất, công ăn việc làm, bác bảo đảm đầy đủ. Ông nói nha, chứ tôi không có nói đó. Giờ con rối lắm, con cần thời gian để suy nghĩ. Con rất ghét bị lừa dối. Thưa ông ngoại, thưa ba, con xin lỗi vì đã làm cho ông ngoại và ba phiền toái, lo lắng vì con. Quỳnh, anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng. Quy, đi đâu vậy? Đợi ba với. Cô nói cô ghét bị lừa dối hả? Sao cô đi lừa người khác? Ủa, bác nói vậy là ý gì bác? Ý gì á, các người tự hiểu đi. Má, sao hôm nay nhà vắng vẻ quá? Mấy người kia đâu hết rồi má? Ít người đỡ tốn. Dạ, ít người cũng tốt. À, con có chuyện rất quan trọng cần thông báo. Sao bữa nay có nhiều chuyện quan trọng thông báo vậy? Chuyện gì mà quan trọng như vậy? Con đừng có nói con đòi cưới vợ nha. Dạ thưa ba má, Diễm đã có thai với con. Ờ, xin ba má cho tụi con lấy nhau. Hả? Sao con dám? Con mới có 20 tuổi thôi, thân lo một mình chưa xong mà bây giờ còn đòi làm cha nữa. Con lỡ rồi ba. Nó mới nói vậy, ông cũng tin nữa hả? Cháu biết hai bác khó chấp nhận, nhưng mà tụi cháu yêu nhau thật lòng. Thật lòng cái con khỉ mốc. Cái trò mà dùng con ép cưới hả? Tao nè, tao đã làm rồi. Cái gì? Bà nói cái gì? À, ý của tôi á là muốn nói á, mấy cái chuyện mà có thai này nè, ép người ta cưới, quá trời nhiều người ta làm luôn. Cái bầu đó chắc gì là của con tôi. À, đúng là con cóc mà. Bài binh bố trận, tốn hết công sức, rốt cuộc bây giờ trắng tay. Trời ơi, bây giờ sao đây? Mình không thể nào ra đi mà không được gì. Trời ơi, thiệt tình, lúc nãy mình cũng ngu quá. Xong vô làm gì? Giả đò như không biết chuyện gì. Trước đám cưới xong, ôm tiền vàng vòng đi là được rồi. Trời ơi, giờ tính sao đây ta? Trời ơi, tức quá. Trời ơi, sao mà xui dữ vậy nè. Chị nói gì vậy? Tôi nói cô cẩn thận đó. Cô đừng có hòng mà hại cậu Quy. Cô tưởng tôi không biết âm mưu của cô sao?
Mặt mày đẹp đẽ, sao mà ác quá vậy ta? Bởi vậy người ta nói... Sông sâu xào ngắn khó dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Hay, bởi vì tao nói thôi đi chợ không nói nữa. Uống thuốc đi má, làm như học giỏi lắm mà đặt nói chữ nho, điên quá. Em đã nói ba má anh khó chấp nhận rồi, vậy mà anh còn không tin nữa. Ba má, ba má đối xử với con vậy sao? Đây là cháu của ba má, là con của con, phải có tình thương yêu của gia đình chứ. Có gì chứng minh nó là con của con? Cho dù nó có tới với con lúc còn trong trắng thì cũng đâu có gì đảm bảo là nó không lén lút gặp người khác. Bác, bác thật là quá đáng mà. Bình tĩnh đi em. Đừng có hòng lừa được tôi. Nếu mà cô muốn tôi tin thì giấy trắng mực đen, xét nghiệm ADN đi, chứng thực đó là con của thằng Tính. Tôi sẽ phá cái thai này. Diễm, nhưng thủ phạm giết con của anh là ba má của anh đó. Diễm, Diễm, đợi với mày mà dám theo nó, tao bẻ què giò đó. Mày giết con luôn đi. Tính, Tính, con chạy theo nó cũng không giải quyết được gì đâu. Đây là chuyện lớn, không thể vội vàng quyết định. Ba má cần phải suy nghĩ lại. Tính, 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 con muốn nói cái gì thì nói đi. Nói ra thì người mình nó sẽ nhẹ nhõm hơn. Vấn đề được giải quyết rồi, đâu còn gì đâu để nói ngoài. Con Quỳnh nó chưa quyết định mà. Nếu mà Quỳnh nói với con còn phải suy nghĩ nữa, như vậy thì tình yêu đó còn gì là vững chắc đâu ngoài. Con không sao đâu. Con nghĩ mình đủ bình tĩnh để nghe câu trả lời xấu nhất. Tự nhiên lúc này con lại nghĩ tới Ly. Ngoài, lâu nay ngoài có liên lạc với Ly không ngoài? Hay liên lạc với người nhà của cô ấy không? Ủa, con đi đâu vậy? Dọn qua phòng khác. Sao vậy? Không ở đây nữa. Thấy mặt ổng là muốn tức điên lên à. Cái gì? Ổng dập tắt hết mọi hy vọng của con. Làm người tốt á, rốt cuộc chẳng đem lại kết quả gì. Thôi, để độ đó đi. Ra ngoài sân, có chuyện gì muốn nói với con nè. Ờ, con cũng có chuyện muốn nói với dì. Ừ, lẹ đi. Ly đã từng cảnh báo con nhiều lần rồi, nhưng mà con lại cố tình không hiểu. Lúc đó con đang choáng ngợp trong thứ tình cảm mới mẻ, quên hết thân phận của mình. Ngoài không muốn con có mặc cảm tự ti. Con là một người đàn ông tốt, chỉ tại vì con chưa gặp người đàn bà phù hợp. Lâu nay á, ngoại không liên lạc với con bé Ly, nhưng ngoại nghĩ chỉ cần một cuộc điện thoại thông báo với nó là con có chuyện, chắc chắn nó sẽ quay về. Ngoại, ngoại đừng có làm vậy. Con không muốn Ly tổn thương đâu ngoại. Nhưng mà chuyện con muốn nói là chuyện gì? Hình như á, chị Năm biết hết sự thật. Hử? Mới lúc nãy á, chị cảnh cáo con đừng có hòng hại anh Huy, nếu không á, chị phanh phui hết mọi việc. Trời đất ơi, vậy là thì ra mấy ngày nay ông Tiến hỏi gần gì là có cơ sở. Hôm qua nó thì thào vô tai ổng, nó nói chuyện gì á, thì ra là đang mách lẻo. Nó rình hồi nào mà sao nó biết ta?
con cũng đâu biết đâu. Thôi, không có chần chừ nữa, tối nay con đi đi. Sao gấp vậy? Trời đất ơi, lửa cháy tới hông rồi mà còn không gấp. Nè, mày muốn còn húp cháo hay là ngáp gió? Nhưng không lẽ con không được gì? Tao cho mày mớ 15 triệu, được chưa? 20 đi. Trời ơi, đây là tiền của chồng tao đó, còn kỳ kèo cái gì nữa. Lộ món tiền 200 triệu đó là giả, khỏi ai được gì hết. Tính à, bà muốn nói chuyện với con với tư cách như giữa hai người đàn ông. Dạ. Chứ không phải là người cha lên giọng dạy dỗ. Tình yêu của con đối với Diễm như thế nào? Con sẵn sàng làm hết mọi chuyện như cô ấy ba. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Dạ, gần 2 năm rồi. Nhưng thật sự yêu nhau chỉ mới mấy tháng gần đây thôi ba. Chỉ mới có mấy tháng thôi mà con nghĩ là tình cảm con đã sâu sắc đến nỗi con phải làm mọi chuyện gì nó hay sao? Tại vì bên Diễm con mới thấy mình có giá trị ba. Mệt quá. Con nói cho dì biết, con gánh hết mọi tội lỗi cho dì. 20 triệu là xứng đáng. Con quỷ này, mày cũng biết làm tiền quá ha. Con chưa đòi dì bồi thường thiệt hại một tháng con ở đây á, là tình cảm lắm rồi. Thôi được rồi, vậy đi. Nhức đầu quá, tao còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Đi đi. Làm như con không mệt vậy. Bà, xin bà chấp nhận cho con và Diễm. Con hứa sẽ cố gắng làm việc để lo cho vợ con. Bà mừng vì con đã trưởng thành. Nếu con thật sự yêu Diễm, thì cái thai đó không phải của con, cũng đâu có gì là quan trọng. Khi đã yêu, thì phải chấp nhận tất cả mọi thứ của người mình yêu. Con cảm ơn ba, nhưng mà con má. Đừng có lo, ba sẽ nói má giúp con. Dạ. Yên tâm. Cảm ơn ba. Em à, anh chấp nhận cho hai đứa nó. Hai đứa nào? Thì thằng Tính với con Diễm. Ông có điên không vậy? Cái thứ đó không đàng hoàng, đòi làm con dâu của tôi chắc. Nó không đàng hoàng thì mình về dạy dỗ lại cho nó đàng hoàng. Tôi không có bản lĩnh đó. Nhìn cái mặt nó là tôi ưa không có nổi. Bà, làm ơn đừng có ào ào nữa. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh, nghiêm túc. Đây là chuyện quan trọng cả một đời của con mình. Ông cũng biết nói nó quan trọng cả một đời mà lại dễ dàng nghe theo nó hả? Lấy vợ cho con chứ đâu phải lấy cho mình đâu. Đây nè, cần á là mình cần cho con mình có hạnh phúc thôi. Có một bà vợ tệ hại như vậy á thì bất hạnh, chứ hạnh phúc cái nỗi gì. Cái thứ ăn chơi như nó mà chịu an phận bên chồng sao? Thì bà ngày xưa cũng đâu có vừa gì mà cũng an phận bên tôi nè. Tại vì tôi yêu ông. Thì con Diễm cũng yêu thằng Tính. Khờ như ông á, có biết cái gì mà nói. Nó mà muốn bước vô cái nhà này á thì bước qua xác của tôi nè. Con Quỳnh đâu? Năm. Dạ. Kêu con Quỳnh xuống ăn sáng. Con có biết cổ đâu mà gọi. Kệ cổ đi, hơi đâu mà ông ngoại lo. Không vô là biết cổ muốn tránh mặt rồi. Sao cô không chạy lên sân thượng tìm thử coi nhà này có bao nhiêu phòng đâu? Thôi ba, ba để cho Quỳnh có chút riêng tư đi ba.
cổ bỏ cậu tôi còn mừng nữa đó. Con nói gì kỳ vậy? Chết rồi. Cái gì vậy? Cái gì, ai chết? Con Quỳnh. Gì nữa sao? Không phải con Quỳnh chết, mà nó viết thư để lại, nó ôm tiền bỏ trốn rồi. Đưa cái giấy coi. Bà ngồi xuống đi, bà ăn cái này xong rồi bà nói chuyện sau. Bà nói rõ chút coi, tiền gì? Tiền 200 triệu, thiệm bữa đưa đó, rồi tôi đưa cho nó giữ. Gì? Con không thể lấy anh Quy, nhưng con lại rất cần số tiền này. Cho con mượn tạm, chừng nào có con sẽ trả, đừng tìm con. Đi báo công an đi. Dạ, không được. Tại sao nó dám ăn cắp? Thôi ba, coi như của đi thay người đi. Đây cũng là bài học cho mình đó. Ngoại, có thể là Quỳnh đã lâm vào đường cùng. Tha cho Quỳnh một lần đi ngoại. Còn cô? Cô mất 200 triệu rồi sao mặt mày cô tính bơ, tính rủi vậy? Chứ giờ bác muốn con phải làm sao? Không lẽ kêu la gào khóc lên hả? Dù sao nó cũng là bà con với mình. Thiệt là xấu hổ. Bà con thiệt hay là đồng lõ đó bà chủ? Nè, mày nói điên khùng gì vậy? Nè, con nói phải đúng không? Bà coi tiền như sinh mạng của bà, mà bà đưa 200 triệu cho con nhỏ đó giữ, thì con thấy á là có vấn đề. Bà nghĩ đúng không? Con nói là đúng y chang luôn, bà không có cãi con được đâu. Thì tại tao tin nó. Tiền đó cho ba má của nó mà, tao giao cho nó là đúng rồi. Nó không muốn lấy thằng Huy, mắc mớ gì cô phải trả nợ cho gia đình nó. Mình đâu có trách nhiệm đó. Trời ơi, sao mà bác ác quá vậy? Làm ơn á thì phải làm ơn cho trót chứ. Dù sao thì thằng Huy cũng ở với con gái của người ta rồi. Trinh tiết đáng giá ngàn vàng chứ bác. Mình bồi thường có 200 triệu là quá rẻ rồi. Ủa, có chuyện gì? Vậy là sao? Bồi thường cho ai 200 triệu? Em họ của cậu đó ẵm tiền đi rồi. Trời, nó xù anh Huy rồi hả? Tội chưa? Đừng có nói cái giọng điệu đó nghe chưa. Anh Huy ở với người ta á thì được bồi thường 200 triệu. Còn Diễm ở với con á, có con rồi, con chỉ xin ba má cho tụi con cưới nhau thôi. Vậy mà không chịu, vậy là sao? Cái chuyện này mới à. Má không có bồi thường, mà là nó ăn cắp bỏ trốn. Mà còn Diễm, má chưa xử nó là may lắm rồi đó. Xử nó cái tội nó lấy mất đời trai của con đó. Sao kỳ vậy ta? Má mất 200 triệu mà bình thản như mất 200 ngàn. Thật là vô lý. Dì Diễm, mình sẽ tìm ra bí mật của má, để cho má phải chấp nhận mình với Diễm. Có rồi. Yeah. Con đừng có buồn. Con đâu có buồn đâu ba. Con làm ra vẻ bình tĩnh như vậy, chắc chắn trong lòng đang chết điếng. Ba, con chỉ lo cho ba. Ba cũng lo cho con lắm. Ba không biết chừng nào vì tiền á nó bán luôn con đó. Ngoại nói ai vậy ngoại?
thì còn ai trồng khoai đất này? Ba yên tâm, con biết tính mà. Vì con mà ba mất số tiền đó. Ba, cả cuộc đời này chắc không thể trả nổi cho ba đâu ba. Vì con mà ba mất số tiền đó. Ba, cả cuộc đời này chắc không thể trả nổi cho ba đâu ba. Con không coi ba là ba sao Huy? Ba cho con hết cái tài sản này còn được mà. Con không nên băn khoăn vì số tiền này. Số tiền tuy hơi nhiều để mua một bài học, nhưng mà nó xứng đáng. Nó cũng không mất đi đâu hết. Nó chạy từ túi của chồng sang túi của vợ thôi. Không lẽ ba... Đầu ba tới mấy thứ tóc rồi. Con ruồi bay ngang qua, ba biết con nào đực, con nào cái. Con không hiểu ba và ông ngoại đang nói chuyện gì nữa. Trời ơi, mình suy nghĩ hoài mà sao suy nghĩ không ra ta. Mình đẹp như vậy mà sao mình cứ đi ở đỡ hoài vậy ta. Thôi đi chợ đi. Nè, tiền chợ nè. Đó, tiền chợ một tuần đó, liệu mà tính toán. Bà chủ ơi, sao con thấy ít quá, không có đủ. Sao mày biết? Trời ơi, con ruồi nó bay qua, con biết con ruồi đực hay ruồi cái rồi. Bà đưa 700 không có đủ đâu bà chủ ơi. 700 là đủ rồi, nhà ít người. Bà chủ nói làm sao vậy? Thiếu có một mình cô Quỳnh à, là còn 6 người mà. 5 người thôi. Sao mà 5 bà chủ? Bà chủ tính đi, vợ chồng bà chủ là 2 nè. Rồi cậu Huy với cậu Tính là 4 nè. Rồi ông ngoại là 5 nè. Rồi con nữa là 6 nè. Trừ ông ngoại ra. Ủa tại sao vậy bà chủ? Ông hết tiền rồi. Ở đây là ăn nhờ ở đậu, có gì thì ăn đó. Đòi hỏi nữa. Trời, bà chủ, con nói thiệt nha. Bà chủ đừng giận con nha. Con thấy bà chủ giống Tàu Thị quá. Vậy? Xin lỗi, con lỡ. Nhưng mà con thấy mặt bà chủ ác quá. Cái con kia, nói gì? Con đâu nói gì đâu. Mày nhân từ quá. Thì mày trừ tiền lương mày đi, mà nuôi ổng. Trừ thì trừ, con là người có lương tâm mà bà. Còn bà hả, có một đống tiền luôn mà còn ki bo, bà ác quá đi. Coi chừng bà bị mắc nghẹn đó bà. Cái con này. Cho con hả? Thank you. Tại sao Dung lại dám bày ra những chuyện như vậy? Mình đang sống chung với ai đây? 20 năm rồi, nhưng mình chẳng hiểu gì về người vợ đầu ấp tay gối này. Vì tiền có thể bất chấp đạo lý làm người hay sao? Ông chủ, có người mua 100 bao xi măng, hỏi mình có giảm giá cho họ không? Ông chủ! Ông chủ! Hả? Cái gì? Bộ ông chủ không khỏe hả? Đâu có. Có cái gì không? Có người muốn mua 100 bao xi măng, hỏi mình có bớt cho họ không? Anh cứ quyết định đi. Anh lại nghĩ chuyện của cậu Tính nữa hả? 2 ngày rồi cô cậu không có ra cửa hàng. Nhà tôi xảy ra đủ thứ chuyện rắc rối. Chuyện đứa lớn chưa giải quyết xong thì tới chuyện đứa nhỏ. Tôi thấy làm chồng làm cha thiệt là khó. Đâu phải chỉ kiếm tiền là xong đâu. Đứa nào cũng trên 18 tuổi, trưởng thành rồi, để tự tụi nó quyết định đi. Anh không thể lo cho tụi nó cả đời được. Thằng Huy á, thì tôi yên tâm. Tôi chỉ lo thằng Tính thôi. Nó nông nổi mà lại cứng đầu nữa. Tôi sợ nó sẽ phạm sai lầm quá. Thì có giáp ngã mới thành người được chứ. Thôi,
Anh đi ra ngoài làm việc đi. Dạ. Trung tâm xông hơi massage từ lúc khai trương tới giờ làm ăn được không con? Con nghe thầy hiệu trưởng nói rất là khả quan đó ngoại. Hy vọng là con được che lời rồi dành dụm rồi cưới vợ. Mà con không nghĩ tới chuyện lập gia đình nữa đâu ngoại. Chưa gì hết mà mất niềm tin rồi. Không coi thì tắt đi. Để mở giày hao điểm chết. Bây giờ chi tiêu cái gì cũng tăng hết trơn. Còn tiền thu thì giảm. Bây giờ khổ lắm. Phải tiết kiệm từng đồng từng cắc vậy đó. Tôi xin lỗi. Thích coi tin tức mà coi xong rồi quên tắt. À, chuyện của bác, bác giải quyết xong chưa bác? Chuyện gì? Thì mấy chuyện nợ nần chứng khoán của bác đó. Bác đừng có để họ tới đây đòi, liên lụy tới vợ chồng của con lắm đó. Cô khỏi lo, tôi giải quyết ở đâu ra đó hết rồi. Bác ơi, ủa, bác có dự tính gì chưa vậy? Dự tính cái gì? Vậy là chưa có tính cái gì hết hả? Tôi đã 70 tuổi rồi. Tôi còn dự tính cái gì? Ngoài cái chuyện là cũng có dự tính. Cái chuyện này lớn à. Tính gì bác? Tôi dự tính mua một miếng đất. Bề ngang 1.5 thước, bề dài 2 thước, sâu nhiều sâu. Rồi mua luôn cho cô một miếng. Ngoài cái chuyện đó không còn cái gì để dự tính nữa đâu. Không lẽ bác tính ở đây hoài hả bác? Gì à? Con xin gì? Quy à, ở đây con không có quyền lên tiếng. Trong chuyện này con mới là người có lỗi nhiều nhất đó. Cô đừng có nói bậy. Con không có nói bậy, mà con nói đúng quá rồi còn gì nữa. Nếu như mà bác không ham hố kiếm tiền cho nó thì đâu có thua sạch tiền như vậy. Còn nếu như mà nó đừng có thương con Quỳnh, rồi mày đặt ra tay nghĩa hiệp rồi trả nợ trả nần này kia, thì con Quỳnh nó đâu có cơ hội ôm tiền bỏ trốn đâu. Cô nói những cái lời đó mà cô không cảm thấy thẹn hả? Bác ơi, những câu khó nghe hơn con còn nói ra được. Nói chi là, mà con nghĩ bác là cha vợ của ảnh, nhưng mà con gái của bác đã chết rồi, ảnh cũng đâu có còn trách nhiệm gì với bác nữa đâu. Không lẽ bác muốn chồng con nuôi bác suốt đời sao? Gì? Dì đừng nói vậy với ông ngoại mà dì. Con à, bản thân dì đâu có muốn nói vậy đâu. Nhưng mà phải biết điều chứ. Chứ không lẽ cứ ở yên trong nhà của dì hoài sao? Dì nói đợi là đợi cái gì vậy? Thì đợi đuổi đó. Dì gì vậy? Dạ con xin lỗi bà. Con xin lỗi hả? Bà, con lỡ tay. Quỷ. Con xin lỗi bà. Nói lỗi gì? Con trả thù cho ông ngoại đó. Tôi chơi bà đó bà chằn. Bà làm gì tôi? Ngoại, bà nói gì kệ bà. Ông ngoại đừng có để ý nha. Đây là nhà của con rể ông mà. Nhà của cháu hoài ông ngoại mà. Ông cũng có quyền. Cảm ơn con. Nhưng những ngày sắp tới không yên đâu. Ngoại,
Ba con không để cho chị Dung muốn làm gì thì làm đó ngoại. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng mà. Nút gọn 200 triệu rồi còn đổ thừa cho người khác. Hồi nào tới giờ mới thấy cái người mà vừa tham vừa ác như cái bà đó đó. Con ghét bà vô cùng luôn đó. Chị Năm à, chị có thể nói rõ cho tôi hiểu được không? Hình như là ở nhà này ai cũng biết rõ một cái điều gì đó, còn tôi thì không biết. Ông ngoại, ông chưa có nói cho cậu hai biết hả? Tôi sợ nó buồn. Ngoại, con không có buồn đâu. Ngoại nói cho con biết đi, chuyện gì vậy ngoại? Ngoại, chị Năm, chị Năm nói cho em nghe đi chị Năm. Xin phép ông ngoại nha. Cậu qua đây nè, chuyện nó làm vậy nè. Vậy đó. Quỳnh á, cổ chỉ là cháu của bạn bè của bà chủ thôi. Nó chuyên làm cái nghề gạt đàn ông để lấy tiền thôi. Biết ông ngoại cho cậu hưởng gia tài nên kêu cổ về để đóng kịch yêu cậu đó. Khi mà gạo nấu thành cơm rồi thì lúc đó ôm tiền mà bỏ trốn. Món tiền đó là dựng lên, 200 triệu đó để kêu cậu hai trả cho nó thôi. Thật ra hả, bà cũng hưởng hoa hồng ở trong đó thôi đó ngoại. Sao chị biết? Bởi người ta nói trời bắt dung gian mà. Hai người bàn bạc với nhau, tình cờ con nghe được ông ngoại. Con đã nói với ông chủ với ông ngoại rồi mà cũng không đề phòng. Cuối cùng cũng để nó gạt được con bực. Ngoại, sao ngoại không nói cho con biết? Nói làm gì? Ngoại sợ con đau khổ. Hey, ngoại đâu còn gì để cho nó gạt. Nhưng không ngờ số tiền đó làm sao mà con nhỏ đó nó lấy được. Đã vô tay bà chủ rồi. Bà kêu nó bỏ đi đó, để đổ tội cho nó đó. Ông ngoại không biết đâu. Vậy là không lẽ tiền của ba cũng là do chính dì Dung gạt? Tiền đâu có phân biệt được tình thâm gì đâu. Vô tay của mình là của mình thôi. Bởi vì người ta nói. Thôi mà nó hoài cậu cũng không hiểu đâu. Em làm gì sai quá vậy? Đi về, đi thôi. Đi thôi anh. Buông ra đi. Đi. Anh buông ta ra coi. Buông cô ta ra làm gì vậy? Cái gì vậy? Muốn chơi hả mày? Muốn quậy đây hả mày? Nè, có chuyện gì vậy? Mày muốn gì? Mấy anh không được gây sự đây. Chịu. Mày mấy anh ra ngoài hết. Chịu. Hợp đồng đó, ông ký chưa? Tôi không có ký đâu. Ông không ký là không xong với tôi đâu đó. Tôi chịu đựng bà 20 năm rồi, thấy không? Chịu đựng thêm nữa cũng đâu có sao. Tôi biết ông ngoan cố rồi. Nhưng mà tôi chỉ sợ ba ông với thằng Huy. Bà muốn làm cái gì? Để đêm nay tôi suy nghĩ. Để tôi suy nghĩ coi làm thế nào mà một mũi tên bắn trúng hai con chim. Tôi sẽ chấp nhận con Diễm. Nó sẽ là vợ thằng Tính. Ông dám? Tôi là chủ nhà này, có gì mà không dám. Tôi làm ngơ cho bà nuốt số tiền đó thì bà phải biết điều một chút. Bằng chứng đâu mà ông nói vậy? Ông á, ngậm máu phun người. Nghe lời người ngoài
vu oan giá họa cho tôi. Đêm hôm khuya khoắt, bà, nhỏ tiếng một chút, hàng xóm nghe được không hay ho gì đâu. Bị vu oan, ông có tức không? Không bằng không chứng mà ông buộc tội tôi, tôi chết cho ông coi. Bà đừng có làm dữ, để tôi tìm được con Quỳnh á, tôi sẽ nói chuyện chứng cớ với bà. Còn chuyện hợp đồng gì đó hả? Quên đi. Không ký thì thôi, con này cũng không cần. Cứ chờ coi. Diễm, anh muốn nói chuyện với em. Tôi không muốn nghe anh nói. Anh không cần phải lo cho tôi đâu. Nè em, anh không bỏ em đâu. Anh không bỏ tôi mà anh để cho ba má anh đối xử với tôi như vậy hả? Ba đồng ý cho hai đứa mình rồi, chỉ còn má mà thôi. Anh đâu có cách làm cho má gật đầu. Anh nói nghe hay quá. Anh hứa mà, bây giờ em cho anh 3 ngày đi. Sau 3 ngày anh sẽ đàng hoàng dẫn em về nhà anh ở. Nói được thì phải làm được. Nếu không như lời anh hứa thì anh tính sao? Thì anh bỏ nhà theo em luôn. Buồn cười thiệt. Tôi không có nuôi nổi anh đâu. Dĩ nhiên là anh sẽ đem đủ tiền để lo cho cuộc sống của hai đứa mình mà. Không. Em buông ra coi. Em tin anh nha. Con lại xích đu ngồi đi, ông không có sao đâu. Ngoại à, con sợ ngoại té, để con đỡ ngoại. Có cái nạn này, làm sao mà té được. Ông biết tự chăm sóc mình. Cậu hai làm gì để con chăm sóc ông ngoại cho. Dạ, vậy thì phiền chị Năm nha. Tại tôi còn tới giờ đi dậy rồi. Phiền đâu mà phiền, sẵn tôi quyết xăng rồi cái... Cái tôi ngó chừng ông luôn. Con xin phép ngoại. Con hai coi chừng té đó. Bước lên. Cảm ơn chị Năm. Ông ơi, sao con thấy cậu hai không có vẻ gì thất tình nữa, con lo quá. Mừng cho nó chứ sao lại lo. Ông ngoại ơi, đau khổ á, rồi cố kèm nén á, có ngày nó thành uất á ông ngoại. Tâm sự được, khóc được á thì trong lòng mới nhẹ nhõm được. Nó làm á ra vẻ thản nhiên cho tôi với ba nó đừng có lo. Con nghĩ con càng căm giận con càng hận. Nè Năm. Dạ. Tao thấy trong tất cả với con sen, mày á là phong lưu nhất đó. Giờ này mà còn tung tăng ở dưới hả? Tôi đâu có tung tăng hồi nào đâu, tôi đang quét sân mà. Quét sân hả? Đâu? Chổi đâu? Không có chổi sao quét? Thì con đang đi tìm nè. Con thấy ông ngoại trước sân nên con đỡ thôi. Nhà cửa bề bộn không chịu dọn dẹp. Đi vô trong, dọn dẹp nhà cửa. Thôi, thôi vô làm đi. Để ông lại xích đu ngồi nghỉ, đi đi. Dạ. Phải tay chân bà hoạt động nhiều như cái miệng của bà thì tốt quá. Mày nói gì đó? Con đâu nói gì đâu, con hát mà. Cò bay, biết sao gặp nhau nước chảy đá mòn. Thank you.
Nghe máy đi em, nghe máy đi. Alo. Alo. Có phải cô là cô Tú Quỳnh không ạ? Dạ, tôi bên dịch vụ quà tặng. Có người gửi quà cho cô. Dạ. Mà tôi vô tình làm mất địa chỉ. Dạ. Dạ, cô vui lòng cho tôi xin là địa chỉ để tôi đem quà đến. Hả? Cô ở Bắc Ba hả? Dạ dạ. Rồi rồi. Cô chờ đó. Cô chờ đó nha. Dạ dạ, cảm ơn cô. Dạ dạ. Hi, công nhận mình thông minh thiệt. Tưởng cô trốn ở đâu, tôi moi cô ra cũng dễ dàng thôi. Ha 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 ha. Em tên gì? Em tên Quỳnh. Còn anh? À, anh tên Hồ. Dạ, anh dùng gì ạ? Cho ly da ô đá đi. Dạ. Anh là người gọi điện hồi nãy hả? Ừ, đúng rồi. Ai gửi quà cho tôi vậy? Tôi đây. Cô không nhận ra tôi hả? À... Anh tìm tôi làm gì? Đòi lại tiền chứ làm gì? Đồ điên. Cho còn đòi. Ai cho cô? Cô ăn cắp chứ cho hồi nào? Anh về anh hỏi má anh á. Đừng tới làm phiền tôi nữa. Má tôi nói Thôi đủ rồi. Người ôm trọn số tiền đó là bả. Tôi chỉ có 10% thôi. Thôi, tôi muốn dính dáng đến gia đình của anh nữa. Làm ơn đi, để yên cho tôi làm ăn. Mệt quá. Ông ngoại, nước con pha rồi đó, ông ngoại uống đi. Cảm ơn. Trời ơi, sao mà quần áo để lung tung không ai dọn dẹp hết vậy trời. Năm. Dạ, bà chủ. Ai trả lương cho mày vậy? Ủa mà có chuyện gì không bà? Phòng tao mày còn chưa dọn mà đi dọn phòng này. Thì con làm dưới đất xong rồi con mới lên lầu chứ bà. Sáng nay bà rảnh lắm hay sao mà bà cứ theo dõi con hoài vậy bà? Tại tao thấy chướng mắt. Ăn ở không mà còn đòi dọn phòng cho sạch sẽ. Con nghĩ chắc là bà đang nói bà rồi đó. Mày nha mày. Nói ít hiểu nhiều đi. Nói nhiều không hiểu nhiều hết trơn. Cô Dung, nếu tôi nhớ không lầm á, từ lúc mới vô cái nhà này, tôi đã đưa cho cô 50 triệu. Tôi ở chưa tới 2 tháng mà. Với số tiền đó, tôi ở khách sạn, tôi còn có quyền đòi hỏi, chứ đừng nói ở nhà cô. Bác ơi, 50 triệu đó nhiều lắm hả? 50 triệu đó mới đủ tiền chi phí thôi hả? Ở 2 tháng, bà tính 50 triệu. Vậy thôi bà làm, bà đổi nghề, bà làm trắng lột người ta luôn đi. Để tôi hỏi thằng Tiến. Coi coi thử phải hai vợ chồng cô á đang bàn tính để cắt cổ tôi không? Bác, bác đem anh Tiến ra hù con hả bác?
Đúng là cái bà mất dịch. Không có gì đâu các em. Thôi, thôi, vô học tiếp đi các em. Đi. Đi, đi vô. Đi. Từ từ, để thầy vô trước đi. Đi. Từ từ. Alo. Dạ. Tôi là ba của Quy đây. Hả? Cái gì? À, rồi, tôi tới ngay. Cảm ơn thầy. Ba, gì vậy ba? Con có tiệm giùm ba. Ba có chuyện phải đi gấp. Ba đi đâu? Anh Quy cũng bị xử trong trường. Con có tiệm giùm ba nha. Sao kỳ vậy ta? Lâu nay anh Huy khỏe lắm sao xỉu ta? Chắc là bị tan nát con tim vì yêu nè. Alo, chị Quỳnh à. Nè, đủ rồi nha. Bả mới là người ôm trọn số tiền đó. Tôi chỉ có 10% thôi. Đừng làm phiền tôi nữa. Alo, alo. Bác sĩ khuyên nên nằm lại bệnh viện để theo dõi. Tại sao con lại không chịu? Dạ, con khỏe rồi ba. Khỏe mà sao xỉu? Ba, chuyện này ba đừng nói cho ông ngoại biết. Con sợ ngoại lo đó ba. Có phải con quá đau khổ mà có che giấu không? Ba, đây là lần đầu tiên con yêu. Con cứ nghĩ là tình yêu quả thật là màu nhiệm. Nó làm tâm hồn con tươi mát, khiến con yêu quý cuộc đời này
Nhưng thì ra đó chỉ là một sự lừa dối. Tại sao dì Dung lại đối xử với con như vậy? Con là người luôn cam chịu, chưa hề chống đối lại gì. Tại sao dì vẫn chưa vừa lòng? Bác xin lỗi con. Dì tệ bạc với con chịu được vì con còn trẻ, với lại con cũng đã quen rồi. Nhưng ông ngoại già rồi, lại không có tiền bạc. Ba, nếu mà dì Dung đuổi ông ngoại đi á, thì ông ngoại sẽ ra sao ba? Ba không để bể làm chuyện đó đâu. Sao bữa nay thức ăn ít quá vậy? Tôi đã nói là tiền chợ thoải mái mà. Thứ gì cũng tăng giá nên phải giảm lại. Ăn ít chút cũng đâu có chết. Ăn để mà sống chứ đâu phải sống để mà ăn. Cứ miễn sao ăn xong bữa là được rồi. Bác già cũng còn ham sống ghê ha. Con kiến nó còn ham sống huống chi con người. Thí dụ mà con hỏi bà nghe, bà hay tin mình bị ung thư, bà có sợ chết đứng không? Chận cái họng mày lại. Tao ăn ở có đức, không có dễ dàng bị bệnh vậy đâu mày. Bà mà có đức á, đức bóng thì có. Hả? Ăn đi. Ngoại, căng cay lắm, ngoại đừng có ăn nha ngoại. Ờ, sao kỳ vậy? Bữa nay thức ăn á, cái gì cũng cay, kỳ vậy? Con đâu có bỏ tiêu ớt gì đâu mà cay ông chủ. Mày không bỏ thì ai bỏ? Mày cũng ác thiệt đó. Mày muốn bỏ cay cho ông ngoại khỏi ăn mà. Con thấy vậy mới ngon á. Càng cay càng kích thích vị giác. Trời ơi, ai mà rảnh như cứ đi hại tôi vậy trời. Không sao, lấy cho ông nước tương. Ông ăn cơm với nước tương cũng được. Dạ. Lấy đi. Cay quá, cay muốn lột lưỡi luôn vậy. Ha ha, hại người, hại luôn mình. Kể từ ngày mai á, tôi đưa tiền vợ cho cô, khỏi cần hỏi ba nữa. Dạ. Ta da 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 da. Kêu má vô đây có chuyện gì? Ta da da da. Nếu như mà chuyện của con với con Diễm thì miễn bàn nha. Má dứt khoát không có chấp nhận đâu. Con cho má nghe cái này nè, rồi má có chấp nhận hay không? Nghe gì đi vậy? Má nghe đi. Mày đi gặp nó hồi nào? Mới thôi. Công nhận má cũng ghê thiệt. Tiền của ba má cũng dám gạt. Nếu mà con cho ba nghe đoạn ghi âm này, không biết ba phản ứng sao ta? Mày muốn gì? Có gì đâu. Con chỉ muốn má chấp nhận cho con nhà Diễm thôi. Đồ thứ bất hiếu. Tao làm mọi chuyện xấu xa cũng vì mày. Muốn dành dụm cho mày một chút tài sản. Cái thứ bất tài vô dụng như mày, biết làm được gì sao? Kiếm ra tiền được không? Thôi nha, má đừng hạ nhục con nha. Con có tồi tệ cỡ nào? Do ai dạy con? Má có dạy con làm điều tốt đâu. Hay là chỉ lừa người này, gạt người kia và giành lại lợi ích cho mình. Thì con làm theo lời má. Con dám làm bất cứ thứ gì, miễn là con được thứ con thích là được. Khốn nạn. Tao làm ngơ cho mày nhiều chuyện rồi, nhưng mà mày đừng có quá đáng nha. Mày tưởng tao không biết mày ăn cắp tiền của tao hả? Thì má có tốt hơn con đâu. Má cũng ăn cắp tiền của ba vậy. Mày. Alo. Em hả?
Nó dám uy hiếp mình cũng tại mình nuông chiều nó quá nên bây giờ sanh hư. Đừng tưởng con ép được má nha. Bà, tôi có chuyện muốn nói với bà. Sao bữa nay có nhiều người muốn kiếm chuyện với tôi ghê vậy ta? Bà làm cái gì á, tôi cũng biết hết. Tôi không muốn nói á, là tại vì muốn êm cửa êm nhà thôi. Con Dung á, xéo mãi cũng quằng. Bà vừa vừa phải phải thôi. Cư xử làm sao cho phải đạo làm người. Còn chuyện của thằng Tính á... Thôi, khỏi nói. Cha con ông muốn chứa nó thì chứa đi. Tôi không có ý kiến. Chuyện cái nhà này, tôi không có lo nữa. Ok? Ok. Cái gì vậy? Cái gì ướt nhẹp vậy? Ai đổ nước tiểu lên trên này vậy? Nếu con còn chút tình nghĩa với ba, thì ba xin con giúp ba cái chuyện này. Kìa ba, sao ba lại nói vậy? Ba cần gì cứ cho con biết đi. Ba với thằng Huy muốn ra ở riêng. Vợ con là làm ba buồn nữa hả? Không có bằng chứng á thì ba không dám nói ai. Tự nhiên ở trên giường ba lại có dũng nước tiểu. Ba đâu có già mà lẩm cẩm đến cái độ mà mình đi tiểu mà mình không biết. Đồ đạc ở trong phòng thằng Huy á thì xáo trộn lung tung, khiến nó té u đầu sức tráng. Nếu con không tin ba, con cứ hỏi con Năm. Nó giặt giũ cho ba cả buổi. Ba, ba chỉ cần tìm giùm con với ngoại một chỗ. Mọi chi phí để con lo cho ba. Đúng là con không biết làm sao với người đàn bà này. Anh. Hả? Ngày mai em có thể dọn tới nhà anh ở hả? Ừ. Nhanh như vậy hả? Đúng rồi. Anh làm cách nào hay quá vậy? Thì ba má anh thương anh mà, đâu có muốn anh buồn gì thiếu em đâu. Thôi đi ông, đừng có xạo. Anh nói thiệt mà. Vậy chừng nào tụi mình cưới nhau? Từ từ đi em, nhà anh ấy có chuyện buồn. Bộ ai đang bị bệnh sắp chết hả? Bậy bạ không à. Thì bộ của anh Huy đó, vợ chưa cưới của ảnh, bỏ trốn rồi. Ủa? Ừ. Kỳ vậy? Ừ. Cậu vui lòng giúp giùm. Tôi muốn hỏi là mọi chuyện tới đâu rồi?
Biết còn vài ngày nữa. Cậu nhắn với nó khẩn trương lên giùm tôi, không thể chờ được đâu. Tôi cảm ơn nghe. Còn sống trong căn nhà này ngày nào là còn xảy ra chuyện.